Biết trước thì em đã biết thế nào là hai tam giác đồng dạng với nhau rồi. Trong tiết này, cô sẽ giới thiệu cho các em trường hợp đồng dạng thứ nhất. Đây cũng là một cách để nhận biết hai tam giác đồng dạng. Chúng ta vào bài nhé. Nội dung bài giảng của cô ngày hôm nay sẽ bao gồm 4 phần chính. Phần thứ nhất, nhắc lại kiến thức cũ. Phần thứ hai, nội dung định lý. Phần thứ ba, áp dụng. Và phần thứ tư, củng cố bài tập về nhà. Chúng ta sẽ nhắc lại một chút về định nghĩa hai tam giác đồng dạng. Tam giác A', B', C' đồng dạng với tam giác ABC nếu góc A' bằng góc A, góc B' bằng góc B, góc C' bằng góc C. Và tỉ số độ dài A'B' trên AB bằng B'C' trên BC bằng C'A' trên CA. Và lúc đó, các em chú ý cho cô rằng là góc A phải sẽ tương ứng với góc A, B phải tương ứng với góc B, C phải tương ứng với góc C, và cạnh A phải B phải tương ứng với cạnh AB, B phải C phải tương ứng với BC, C phải A phải tương ứng với CA. Ký hiệu. Hai tam giác đồng dạng với nhau thì sử dụng ký hiệu giống như là dấu ngã nằm ngược. Và một cái lưu ý nữa các em chú ý rằng là khi viết hai tam giác đồng dạng thì phải viết theo thứ tự các đỉnh tương ứng. Ở đây đỉnh A phải tương ứng với đỉnh A, thì khi A phải đứng đầu tiên thì A cũng phải đứng đầu tiên. Tương tự B phải tương ứng với B, B phải đứng thứ hai thì B phải đứng thứ hai. C phải và C tương ứng thì cùng nhau đứng ở vị trí thứ ba. Vậy thì theo định nghĩa tam giác đồng dạng thì ta sẽ có các góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng tỷ lệ. Vậy nếu cô chỉ có các cạnh tương ứng tỷ lệ thì liệu rằng có kết luận được hai tam giác đó đồng dạng với nhau hay không? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi vào nội dung định lý. Các em quan sát hai tam giác có độ dài các cạnh như trong hình vẽ và nhận xét các tỉ số AB trên A'B', AC trên A'C' và BC trên B'C'. Đầu tiên, AB trên A'B', quan sát cặp cạnh màu xanh. AB bằng 2, A'B' bằng 6, 2 trên 6 bằng 1 phần 3. Tiếp theo, AC trên A'C', 3 trên gió 9 và cũng bằng 1 phần 3. Cuối cùng, BC trên B'C' tương tự 4 trên gió 12 bằng 1 phần 3. Vậy thì 3 tỉ số này bằng nhau vì cùng bằng 1 phần 3. Các tỉ số này bằng nhau rồi thì chứng tỏ rằng là hai tam giác này có các cạnh tỷ lệ với nhau. Vậy thì các em dự đoán cho cô thử hai tam giác này có đồng dạng với nhau hay không? Muốn biết nó có đồng dạng với nhau hay không, cô sẽ thực hiện đo các góc của hai tam giác. Các em quan sát, cô thực hiện thước đo góc, đo góc A phẩy. Góc A phẩy của cô, bật màu xanh chỉ 100 độ. Tương tự, cô đo góc A. Góc A bật màu xanh kéo dài này, 100 độ luôn. Góc C phẩy. Góc C phẩy ở đây là 30 độ. Và góc C. Góc C cũng chỉ 30 độ. Vậy cô có cần đo góc B và B phẩy nữa hay không? Thì cô không cần đo B và B phẩy vì tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Thì không thực hiện đo, cô cũng tính được B và B phẩy mỗi góc bằng 50 độ. Vậy ở đây cô sẽ kết luận được là hai tam giác này có các cạnh góc bằng nhau. Vậy theo định nghĩa thì suy ra được là hai tam giác này đồng dạng. Mà không những hai tam giác như trong hình vẽ trên đồng dạng với nhau đâu, mà mỗi tam giác có các cạnh tỷ lệ với nhau thì ta đều suy ra được hai tam giác đó đồng dạng với nhau. Đó là nội dung của định lý ngày hôm nay. Định lý: nếu ba cạnh của tam giác này tỷ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng. Và trường hợp đồng dạng này gọi là trường hợp cạnh cạnh cạnh. Các em nhớ lại rằng chúng ta cũng có một trường hợp hai tam giác bằng nhau cũng gọi là cạnh cạnh cạnh. Tuy nhiên là nó có tính chất và ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Thêm quan sát, giả thiết và kết luận của định lý. Bây giờ cô có một câu hỏi nhỏ muốn hỏi đến các em. Các em quan sát hai tam giác trên bảng. Hai tam giác này cô cho là chúng đồng dạng với nhau và có độ dài các cạnh như trong hình. Vậy thì làm sao để biết được cạnh nào của tam giác này tương ứng với cạnh nào của tam giác kia? À, các em chú ý nhé. Cô gọi tam giác này là tam giác bên trái đi và tam giác này là tam giác bên phải. Bây giờ cho cô sẽ xác định cạnh lớn nhất của tam giác bên trái có phải là cạnh BC có độ dài bằng 4 và cạnh lớn nhất của tam giác bên phải là cạnh B'C' có độ dài bằng 12 thì lúc đó cái cạnh BC này sẽ tương ứng với B'C'. Tương tự, cạnh có độ dài bé nhất của tam giác bên trái là cạnh AB sẽ tương ứng với lại cạnh có độ dài bé nhất của tam giác bên phải là A'B'. Và cạnh còn lại của tam giác bên trái là AC sẽ tương ứng với lại cạnh còn lại của tam giác bên phải là A'C'. Vậy cô tóm tắt lại như sau. Cách xác định các cạnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng. Cạnh lớn nhất của tam giác này tương ứng với cạnh lớn nhất của tam giác kia. Cạnh bé nhất của tam giác này tương ứng với cạnh bé nhất của tam giác kia. Hai cạnh còn lại của hai tam giác tương ứng với nhau. Các em viết bài và vở. Chúng ta sẽ đi vào chứng minh định lý. Phần chứng minh này khá là dài nên các em phải quan sát thật kỹ và chỗ nào chúng ta cảm thấy không hiểu chúng ta bấm dừng lại hoặc là các em sẽ xem lại nhiều lần. Các em quan sát này. Giả thiết của chúng ta có hai tam giác và hai tam giác này có các cạnh cạnh tỷ lệ với nhau và yêu cầu chúng ta phải chứng minh là hai tam giác này đồng dạng với nhau. Thì ở đây cô có hình vẽ hai tam giác này. Bây giờ các em quan sát các bước chứng minh. Đầu tiên, trang A'B', trang A'B', cô lấy điểm M sẽ cho A'M bằng AB. Kẻ BN song song với B'C', kẻ MN song song với B'C'. Thì em nhớ lại một chút là hôm trước chúng ta có học một cái định lý rằng là nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó sẽ tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đặt cho. Vậy thì ở đây tam giác A'MN sẽ đồng dạng với tam giác A'B'C'. Và hai tam giác này đồng dạng thì suy ra một cái tỷ lệ thức gồm 3 tỷ số các cạnh tương ứng tỷ lệ với nhau này. Mà A'M bằng AB, A'M bằng AB là do chúng ta chúng ta cho lúc đầu này. À, chúng ta vẽ điểm M sẽ cho A'M bằng AB này suy ra. Này, vậy cái tỷ lệ thức này được tạo thành như thế nào? Chỗ nào có A'M cô sẽ thay bằng AB. Mặt khác, theo giả thiết là có. Đây, các tỷ số bằng nhau này là cô lấy từ giả thiết cô đem xuống đây. Suy ra A'N trên A'C' bằng AC trên A'C'. Thì các em chú ý này, vì sao nó bằng? Hai cái tỷ lệ thức này, có tỷ số trên và có tỷ số dưới này, các em chú ý thì nó sẽ bằng nhau luôn. Vì sao? Vì nó cùng bằng tỷ số AB trên A'B', được chưa? Và tương tự, tỷ số MN trên B'C' cũng bằng BC trên B'C' luôn. Và bây giờ các em nhận xét này. Hai cái tỷ số này bằng nhau đúng không? Mà các hạng tử phía dưới này giống nhau chưa? A'C' giống nhau rồi. Thì các hạng tử ở phía trên tử này, hai cái hạng tử A'N này sẽ bằng luôn AC. Tương tự bên này MN cũng sẽ bằng luôn BC, được chưa? Chúng ta suy ra này. Rồi, đến bây giờ các em quan sát hai tam giác sau. Tam giác ABC và tam giác A'MN, được chưa? Có AB là bằng A'N là trên hình vẽ ký hiệu rồi nè các em. Bây giờ có thêm A'N bằng AC, A'N bằng AC và MN thì bằng BC, bằng BC. Vậy hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, đúng không? Và chú ý thêm một cái nữa, hai tam giác bằng nhau thì nó đồng dạng với nhau luôn, được chưa? Vậy ABC và A'MN đồng dạng với nhau, A'MN và A
BC hai tam giác nhỏ này đồng dạng với nhau luôn, mà lại có gì a phải m n đồng dạng với a phải b phải c phải ở đâu ra? Này chúng ta suy ra ở phía trên này được chưa? Vậy thì theo để chúng ta bắt cầu qua thì chúng ta thấy là gì, à a b c này sẽ đồng dạng luôn với a phải b phải c phải, đây chính là cái mà chúng ta cần phải chứng minh đúng không? À, đều phải chứng minh. À, chúng ta đã chứng minh xong cái đại lý. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em áp dụng vào giải một vài bài tập. Bài tập đầu tiên, các em quan sát hai tam giác sau có đồng dạng hay không. À, cô có hai tam giác MNL và ODQ có độ dài các cạnh như trong hình vẽ. Vậy bây giờ muốn biết nó có đồng dạng hay không thì chúng ta phải gặp các tỉ số tích hợp đúng không? Các tỉ số mà chúng ta so sánh thử các tỉ số này là bằng nhau đúng không? Thì kết luận được là hai tam giác này đồng dạng. Và việc lập tỉ số, các em phải lập tỉ số cho chính xác thì chúng ta mới kết luận được là có đồng dạng hay không. Và cô hướng dẫn như sau. Các em sẽ lập tỉ số giữa cạnh bé nhất của tam giác này trên cạnh bé nhất của tam giác kia, cạnh lớn nhất của tam giác này trên cạnh lớn nhất của tam giác kia, và cạnh còn lại của tam giác này thì trên cạnh còn lại của tam giác kia. Được chưa? Cụ thể này, xét hai tam giác ta có, đầu tiên cô lập tỉ số giữa cạnh MN trên cạnh OB. MN ở đây là cạnh có độ dài bé nhất của tam giác bên trái này, OB là cạnh có độ dài bé nhất của tam giác bên phải. Được chưa? Và nó sẽ bằng 2,5 trên 5 bằng 1/2. Rồi, tiếp theo cô lập tỉ số giữa NL là cạnh lớn nhất của tam giác trái trang cho OB là cạnh lớn nhất của tam giác phải bằng 5 trên 10 bằng 1/2. Và cuối cùng hai cạnh còn lại là ML trang cho BQ là bằng 4 trên 8 bằng 1/2. Vậy thì ba tỉ số này bằng nhau rồi, đều bằng 1/2. Vậy thì hai tam giác này đồng dạng với nhau đúng không? Và ở đây có nè, MN với lại OB là hai cạnh tương ứng này, NL với OQ là hai cạnh tương ứng, và ML và BQ là hai cạnh tương ứng đúng không? Vậy làm sao để xác định được các đỉnh tương ứng đây? Tại vì khi kết luận hai tam giác đồng dạng thì phải kết luận là xét theo thứ tự các đỉnh tương ứng với nhau đúng không? Vậy thì làm sao để xác định các đỉnh tương ứng? Các em chú ý nè, chúng ta chọn ở trên tử. Trên tử gồm ba cạnh MN, NL và BL là ba cạnh của tam giác bên trái đúng không? Chọn một đỉnh bất kỳ. Ở đây cô chọn đỉnh M. Thì đỉnh M nằm ở hạng tử, ở trên tử thứ nhất và tử thứ ba. Được chưa? Vậy các em xem ở dưới mẫu thứ nhất và mẫu thứ ba có đỉnh nào chung lại? Đỉnh B. Ở đây M sẽ tương ứng với B. Tiếp tục. À, đỉnh tiếp theo cô chọn đỉnh N đi, N thì nó sẽ tương ứng với lại đỉnh O, N tương ứng với O, và đỉnh còn lại của cái tam giác MNL là đỉnh L sẽ tương ứng với đỉnh còn lại của tam giác OBQ là đỉnh Q. Được chưa? Vậy thì chúng ta đã xác định được hai tam giác đồng dạng theo thứ tự các đỉnh tương ứng, và hai tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Thì các em ghi cái trường hợp đồng dạng ở cuối cùng này, CCC ba chữ C, được chưa? Các em chép cái bài tập này vào. Chúng ta qua bài thứ hai. Bài thứ hai là dấu hỏi 2 trang 74 sách giáo khoa, tìm trong hình 34 cặp tam giác đồng dạng. Hình 34 gồm có 3 tam giác. Tam giác ở hình A, hình B và hình C, thì ba tam giác này có độ dài các cạnh đã biết hết rồi. Được chưa? À, vậy thì muốn xác định được cái cặp tam giác nào đồng dạng, chúng ta sẽ lập tỉ số đúng không? Nhưng mà các em có thể có một cái nhận xét như thế này. Các em chú ý là ví dụ như tam giác ở hình A, tam giác ABC, các em thấy là góc A là góc tù. Tam giác ở hình B thì có góc D là góc tù. Tuy nhiên hình C thì lại không có góc nào góc tù. Vậy chúng ta có thể dự đoán nếu trong bài này có cặp tam giác đồng dạng thì chỉ có tam giác ABC và DAS thì có khả năng đồng dạng với nhau thôi. Còn cái tam giác HIK thì là loại ra ngoài. Được chưa? Để chúng ta xem thử có đúng hay không này.
Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đi xét cặp tam giác ABC và DEF. Đầu tiên cô lập tỷ số AB trên DEF. Vì sao vậy các em? Giống như lúc nãy cô hướng dẫn ở bài thứ nhất, chúng ta sẽ lập tỷ số giữa này. AB là cạnh bé nhất của cái tam giác ABC, thì trên cạnh bé nhất của tam giác DEF chính là cạnh DEF, được chưa? 4 trên 2 bằng 2. Tương tự, tỷ số thứ hai là giữa cạnh BC là cạnh lớn nhất của tam giác ABC, trên cạnh lớn nhất của tam giác DEF chính là cạnh EF bằng 4. Và cặp tỷ số của hai cạnh còn lại là AC trên ED cũng bằng 2 luôn. Vậy thì ba tỷ số này bằng nhau cùng bằng 2, vậy thì chúng ta sẽ kết luận được gì? Hai tam giác này đồng dạng với nhau đúng không? Tuy nhiên là chúng ta phải xác định các đỉnh tương ứng với nhau, được chưa? Thì cách xác định các đỉnh tương ứng giống như bài 1 vậy đó. Nào, cô thực hành lại này, các em chú ý. Các em thấy rằng ba cạnh của tam giác ABC này là AB, BC và AC là nằm trên tử của ba tỷ số này. Và ba cạnh của tam giác DEF là DF, EF và AD thì nằm dưới mẫu của ba tỷ số này. Đúng không? Chúng ta chọn một đỉnh bất kỳ của tam giác ABC trước đây, ví dụ cô chọn đỉnh A. Thì các em thấy rằng đỉnh A này, đỉnh A là đỉnh chung của cạnh gì? Của cạnh AB và cạnh AC, nằm trên tử thứ nhất và tử thứ ba đúng không? Vậy xem từ dưới mẫu thứ nhất và cái mẫu thứ ba này có cái đỉnh nào chung. Thì ở đây DF và AD thì chúng ta thấy là đỉnh D chung đúng không? Vậy A sẽ tương ứng với D. Khi A mà tương ứng với D rồi, A tương ứng với D thì cứ B sẽ tương ứng với B tương ứng với F. Và đỉnh còn lại là C sẽ tương ứng với A. Vậy hai tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Lúc nãy chúng ta đã dự đoán là cái tam giác ở hình C sẽ không đồng dạng với hai tam giác ở hình A và B. Thì bây giờ chúng ta đi xét thử tam giác ở hình C và tam giác ở hình A thử nó có đồng dạng với nhau hay không. Chúng ta xét tam giác ABC và HIK. Các em chú ý rằng khi xét tam giác thì chúng ta, cái hai tam giác chúng ta không cần viết theo thứ tự các đỉnh tương ứng, đúng không? Nhưng mà khi kết luận là phải kết luận theo các đỉnh tương ứng, được chưa? Rồi xét tam giác ở hình A và tam giác ở hình C thì tương tự chúng ta cũng xét nè, AB trên IK, AB là cạnh bé nhất của tam giác hình A, trên cạnh bé nhất của tam giác hình C là IK, 4 trên 4 bằng 1. Rồi, tỷ số thứ hai là cô sẽ xét gì đây? BC trên HK, BC là cạnh lớn nhất của tam giác hình A, trên HK là cạnh lớn nhất của tam giác hình C là 8 trên 6 bằng 4 bằng 3. Thì các em thấy rằng hai cái tỷ số này không bằng nhau. Và từ đây chúng ta đã sẽ kết luận được hai tam giác này không đồng dạng. Được chưa? Suy ra ABC không đồng dạng tam giác HIK. Vì sao? Vì tỷ số cặp cạnh nhỏ nhất của hai tam giác không bằng tỷ số cặp cạnh lớn nhất của hai tam giác. Được chưa? Và các em thấy rằng tới đây chúng ta sẽ suy ra được luôn là tam giác ở hình C tức là HIK cũng sẽ không đồng dạng với tam giác ở hình B là EDF luôn. Được chưa? Vậy thì trong cái hình 34 này chỉ có tam giác ở hình A là ABC đồng dạng với tam giác ở hình B là DFA. Các em chép bài tập này vào vở. Chúng ta đã chứng minh được hai tam giác ABC và DFA đồng dạng với nhau, đúng không? Theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Vậy thì tỷ số đồng dạng của hai tam giác này là bao nhiêu đây? Tỷ số đồng dạng K sẽ bằng cái tỷ số độ dài các cạnh mà chúng ta lập lúc nãy là bằng K bằng 2 luôn. Được chưa? Vậy bây giờ hãy tính tỷ số chu vi của hai tam giác này. Thì chu vi của tam giác ABC trên cho chu vi tam giác DFA chính là bằng tổng độ dài các cạnh của tam giác ABC trên tổng độ dài các cạnh của tam giác DFA và tính ra bằng 2. Vậy lúc này nhận xét, ta thấy rằng chu vi của tỷ số chu vi của hai tam giác này bằng luôn tỷ số đồng dạng, đúng không? Vậy chúng ta có một cái nhận xét như sau. Nếu hai tam giác đồng dạng thì tỷ số chu vi bằng tỷ số đồng dạng. Các em chép cái nhận xét này vào trong vở và các em đóng khung lại cho cô.
Hôm nay các em đã được học những gì nào? Thứ nhất, định lý. Nếu ba cạnh của tam giác này tỷ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng, trường hợp cạnh cạnh cạnh. Đây cũng là một dấu hiệu để nhận biết hai tam giác đồng dạng. Thứ hai, cách xác định các cạnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng. Cạnh lớn nhất của tam giác này tương ứng với cạnh lớn nhất của tam giác kia, cạnh bé nhất của tam giác này tương ứng với cạnh bé nhất của tam giác kia, và hai cạnh còn lại của hai tam giác tương ứng với nhau. Và ngoài ra, đối với trường hợp tam giác là tam giác cân, tam giác đều, thì các em nghiên cứu thêm cho cô cái cách xác định nó sẽ như thế nào. Thứ ba, nếu hai tam giác đồng dạng thì tỷ số chu vi tính bằng tỷ số đồng dạng. Ngoài ra, trong cái video dạy của cô còn giới thiệu cách xác định các đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng. Các em có thể quay lại video để chúng ta theo dõi lại. Về nhà, các em làm cho cô 3 bài tập 1, 3, 4. Trong phần bài 4, 5, trường hợp đồng dạng thứ nhất, đề cương trang 22, 23. Ở đây cô có hướng dẫn sơ cho các em. Tiết học đến đây là kết thúc. Hy vọng tiết học này bổ ích đối với các em. Và hẹn gặp lại các em trong các tiết học tiếp theo.